Trẫm sai Lý Ngọc gọi nàng tới đây. Tại sao tới giờ nàng mới tới? Thần thiếp cùng hoàng hậu nương nương ngắm mai ở Cô Sơn, đâu phải là hoàng thượng không biết. Tâm trạng của hoàng hậu đã đỡ chưa? Hoàng thượng quan tâm hoàng hậu nương nương như vậy, sao người không tự mình đi hỏi? Hà tất phải dòng do đi hỏi thần thiếp làm gì? Nàng có thể ra dáng một phi tần mà nói chuyện với trẫm được không? Hoàng thượng thích như vậy thì cho gọi lệnh quý phi là được. Nàng đừng ý trẫm sủng ái nàng mà ăn nói không biết chừng mực. Nếu hoàng thượng thấy thần thiếp thực sự hỗn xược, tự động có người khác lấy lòng người, hoàng thượng còn nuốt nổi thức ăn sao? Sao vậy? Hai mắt hoàng thượng đỏ thâm quần dưới mắt, miễn cử đến đây dùng bữa, tất nhiên không thể nuốt trôi. Vũ cơ trong cung múa đẹp đến mấy cũng không quyến rũ bằng vũ khí thấp hèn bên ngoài. Thần thiếp không muốn phí sức.